định lượng bằng phương pháp acid, base. Sau bài học này các em cần đạt được hai mục tiêu sau. 1. Trình bày được nguyên tắc chung của phép định lượng bằng phương pháp acid, base. 2. Trình bày được nguyên tắc các phép định lượng bằng phương pháp acid, base. Nguyên tắc chung. Nguyên tắc: dựa vào phản ứng trung hòa giữa axit với bazơ để định lượng một axit bằng một bazơ hoặc ngược lại. Điểm tương đương: quá trình định lượng bằng phương pháp axit bazơ là quá trình biến đổi nồng độ H cộng và OH trừ. pH thay đổi liên tục và điểm tương đương ứng với một giá trị pH xác định, gọi là pH điểm tương đương. Ở gần điểm tương đương, pH của dung dịch thay đổi đột ngột, tạo thành bước nhảy pH của phép chuẩn độ. pH điểm tương đương nằm chính giữa bước nhảy đó. Thường dùng chỉ thị màu pH, metin đỏ, metin da cam, phenofry. Chỉ thị màu là những chất có khả năng đổi màu khi pH thay đổi. Mỗi chất chỉ thị đổi màu trong một khoảng pH xác định. Chọn chỉ thị màu sao cho khoảng pH đổi màu của chỉ thị nằm trong bước nhảy pH của phép chuẩn độ. Tan được trong nước hoặc cồn. Bền vững trong điều kiện thông thường. Ở nồng độ nhỏ, 10⁻⁵ đến 10⁻⁴ m, đã xuất hiện màu khá rõ. Màu chuyển nhanh, rõ trong khoảng pH khá hẹp. Khoảng pH chuyển màu nằm trong bước nhảy pH của phép chuẩn độ. Một số chỉ thị màu: phenolphthalein, pH bằng 8 đến 10, không màu hoặc hồng. Metin đỏ, pH bằng 4,2, 6,2, vàng hoặc đỏ hoặc vàng. Metin da cam, pH bằng 3,1 đến 4,4, vàng hoặc đỏ hoặc vàng. Vàng alizarin, pH bằng 10,1 đến 12,0, vàng hoặc tím. Quỳ, pH bằng 5 đến 8, đỏ, xanh. Xanh bromophenol, pH bằng 3 đến 4,6, vàng hoặc nâu. Xanh bromothamol, pH bằng 6 đến 7,6, vàng hoặc xanh. Các phép định lượng bằng phương pháp axit, base. Phép định lượng bằng base. Nguyên tắc: dựa vào phản ứng trung hòa axit, base. Dùng dung dịch chuẩn độ là bazơ mạnh để định lượng các dung dịch có tính axit. Phạm vi áp dụng: các dung dịch axit mạnh, các dung dịch axit yếu, các dung dịch muối của axit mạnh và bazơ yếu. Cách xác định điểm tương đương: dùng chỉ thị màu pH. Định lượng các dung dịch axit mạnh, dùng 1/3 chỉ thị. Định lượng các dung dịch axit yếu hoặc muối có tính axit, chọn phenol. Phép định lượng bằng axit. Nguyên tắc: dựa vào phản ứng trung hòa axit, bazơ. Dùng dung dịch chuẩn độ là axit để định lượng các dung dịch có tính bazơ. Phạm vi áp dụng: các bazơ mạnh, các bazơ yếu, các dung dịch muối được tạo từ bazơ mạnh và axit yếu. Dùng chỉ thị màu pH. Định lượng bazơ mạnh, 1/3 chỉ thị. Định lượng bazơ yếu hoặc muối có tính bazơ, metin đỏ hoặc metin da cam. Giải thích: chuẩn bị dụng cụ, hóa chất. Dụng cụ: burette, pipette, bình nón 100ml. Hóa chất: dung dịch HCl0.1N, dung dịch Na2CO3.0.1N, dung dịch chỉ thị metin da cam. Pha 1000ml dung dịch HCl0.1N. Tính toán để pha được đúng dung dịch HCl0.1N. Định lượng dung dịch Na2CO3 bằng dung dịch HCl0.1N vừa pha. Chuẩn bị mẫu định lượng. Hút chính xác 10ml dung dịch Na2CO3 vào bình nón. Thêm 2 giọt chỉ thị metin da cam. Chuẩn bị dung dịch chuẩn độ. Tráng burette bằng dung dịch HCl 2 lần. Rót dung dịch HCl0.1N lên trên burette và điều chỉnh đến vạch 0. Tiến hành chuẩn độ. Nhỏ từ từ từng giọt dung dịch HCl xuống bình nón, vừa nhỏ vừa lắc đến khi dung dịch trong bình nón chuyển sang màu hồng da cam. Đóng khóa burette, đọc và ghi thể tích dung dịch HCl đã dùng. Tính kết quả. Nồng độ đương lượng của dung dịch HCl được tính theo công thức sau. Na bằng VB nhân NB trên VA. Trong đó, VB là thể tích dung dịch Na2CO3.0.1N đã dùng, ml. VB bằng 10.00 ml. NB là nồng độ đương lượng của dung dịch Na2CO3.N. VA là thể tích dung dịch HCl đã dùng chuẩn độ, ml. Định lượng dung dịch natri hydroxit 0.1N. Chuẩn bị dụng cụ, hóa chất. Dụng cụ: cân phân tích,
Bình Định mức, cốc có mỏ. Hóa chất, C2H2O4 ngậm 2H2O, nước cất. Tính toán lượng hóa chất cần lấy để pha. Đường lượng gam, E, của C2H2O4 ngậm 2H2O, 63,03. Lượng C2H2O4 ngậm 2H2O cần thiết để pha 100ml dung dịch C2H2O4 có nồng độ 0,1 N được tính theo công thức. M bằng N nhân E nhân V trên 1000. Pha dung dịch. Cân chính xác chất gốc C2H2O4 ngậm 2 phân tử H2O cho vào cốc có mỏ, hòa tan hoàn toàn với 20ml nước cất. Chuyển hết dung dịch trên vào bình định mức 100ml. Tráng cốc có mỏ 2 lần, mỗi lần 10ml nước. Tập trung dung dịch tráng vào bình định mức. Thêm nước vừa đủ đến vạch, lắc đều. Định lượng NaOH bằng dung dịch C2H2O4 0,1 N. Chuẩn bị dụng cụ, hóa chất. Dụng cụ, burette, pipette chính xác 10ml, pipette không chính xác, bình nón 100ml, ống đồng. Hóa chất, dung dịch NaOH cần định lượng, dung dịch C2H2O4 0,1 N vừa pha. Dung dịch chỉ thị phenol phthalein. Chuẩn bị mẫu định lượng. Hút chính xác 10ml dung dịch C2H2O4 vào bình nón. Thêm 2 giọt chỉ thị phenol phthalein. Chuẩn bị dung dịch chuẩn độ. Tráng burette bằng dung dịch NaOH, 2 lần. Rót dung dịch NaOH 0,1 N lên trên burette và điều chỉnh đến vạch không. Định lượng bằng phương pháp acid base. Sau bài học này các em cần đạt được 2 mục tiêu sau. 1. Trình bày được nguyên tắc chung của phép định lượng bằng phương pháp acid base. 2. Trình bày được nguyên tắc các phép định lượng bằng phương pháp acid base. Nồng độ đương lượng của dung dịch NaOH, Na, được tính theo công thức sau. Na bằng VB nhân NB trên VA. Trong đó, VB là thể tích dung dịch C2H2O4 0,1 N đã dùng, ml. VB bằng 10,00ml. NB là nồng độ đương lượng của dung dịch C2H2O4, N. VA là thể tích GGNaOH đã dùng chuẩn độ, ml. NB là nồng độ đương lượng của dung dịch C2H2O4, N. VA là thể tích dung dịch NaOH đã dùng chuẩn độ, ml. Hút chính xác 5ml dung dịch axit acetic cần định lượng, cho vào bình định mức 100ml, thêm nước vừa đủ đến vạch và lắc đều. Hút chính xác 10ml dung dịch axit acetic vừa pha cho vào bình nón, thêm 3 giọt chỉ thị phenol phthalein, tiến hành chuẩn độ bằng dung dịch NaOH 0,1 N đến khi dung dịch chuyển sang màu hồng nhạt bền vững hết 9,8ml dung dịch NaOH. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch axit acetic.